Bộ Công an mới đây ban hành thông tư số 28 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 24 năm 2023, quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Theo đó, từ ngày 1 tháng 8 tới đây, người mua xe sản xuất lắp ráp trong nước có thể bấm biển số trên VNeID khi đăng ký xe lần đầu. Cụ thể, theo quy định mới có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8, công dân Việt Nam có thể thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước trên cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Chủ xe không phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe, đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Khi nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, chủ xe gửi cho cơ quan đăng ký xe phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng qua dịch vụ bưu chính công ích. Trường hợp chủ xe không nộp phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, có dán bảng chà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất hoặc thông tin bảng chà số máy, số khung cung cấp không đúng với thông tin đã kê khai, thì chủ xe phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe để chà số máy, số khung và nhận số kết quả đăng ký xe.